Hello, 500 anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Ủa, dùn tay quá anh em. Hôm nay thì Kẹo mới mua một chiếc iPhone 11 Pro Max đây. Đó, mới tinh luôn. Chơi game chắc chắn là sẽ rất là mượt. Dù nha mọi người, thì cái máy này máy mới. Mình chưa tải Free Fire, chúng ta sẽ tải game Free Fire đã. Cơ bản là cái điện thoại cũ của mình nó lag quá rồi. Thế nên là hôm nay thì mua trả góp cái điện thoại iPhone 11 Pro Max. Nói chung thì con này chơi game chắc là không phải nghĩ rồi anh em ơi. Điện thoại xịn nhất của Apple bây giờ luôn cơ mà. Ok, và chúng ta lên đường. Hello mọi người, thì chào mọi người đến với trận đấu Free Fire ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ nhảy dù ở nóc xưởng nha. Nào. Uầy, không biết là có ai không nhỉ anh em. Hello hello. À, đây nè, có người này. Xuống đây em. Xuống nhanh. Làm gì trên đó vậy? Á à, đù này, chú tính chơi anh phải không? À, thằng bé ngồi lên cái cột là tầm này là chịu luôn anh em, mới khỏi đấm luôn. À, cũng may là trên nóc xưởng đang còn người nha. Thế thì qua đây đấm tạm thằng này trước nhá. À đù, rút đồ luôn hả em? Úi dồi, cái tội này làm sao? Thích ham rút đồ không hả? Nào solo, nào solo. Ủa ơi, hình như là thằng này nó có giáp 4 rồi anh em ơi. Rất là khó chơi nó luôn. Nhưng mà không sao, nói chung là thằng này thì vẫn không tuổi với Kẹo. Ok. Ủa ơi, nào xuống đây. À, thằng bé xuống luôn này. Đấm nhau tí đi. Anh xem chú chạy đâu này. Các bạn thì mình có mang chiêu lốc luôn anh em ơi. Xem thằng này chạy nổi không. Ngoài ra thì Kẹo còn add thêm tính năng Kelly nữa cơ mà. Nào, anh cho chú thời gian để chạy luôn nhá. À đủ. Công nhận là nó cũng dai sức ghê luôn. Thế là bây giờ chú tính chạy đi đâu? À đủ. Xong lên bảng điểm số luôn. Đấy, chạy làm cái gì đã bảo từ đầu rồi cơ. Ok mọi người, 2 kill. Anh em thấy dễ không ạ? Cơ bản thì mình có add tính năng Claw nên là chơi game nó cũng khá là tự tin. Mỗi tội lúc nãy là đánh nhau với con mồ cổ trên kia là nó đã có được giáp 4 nên là đấm nó hơi lâu. Chứ còn là cái thằng lúc nãy thì mình đấm nó rơm rơm vài phát cái lên đường luôn, không cần nói nhiều. Ui, chúng ta có máu này. Ok luôn. Thì mình thấy nãy giờ chơi game bằng con iPhone 11 Pro Max thì nó rất là mát luôn các bạn ơi. Hầu như là chơi Free Fire này, đây, nó rất là mượt luôn. Mình không hề thấy có delay nhẹ gì cả. Khá là ngon luôn các bạn ơi. Phải nói là vô cùng xứng đáng đồng tiền bát gạo. Xin chào mọi người, đây có XM8 thì Kẹo đổi qua luôn. Như vậy hiện tại thì Kẹo đang sở hữu combo súng đó là XM8 này, với lại thì MP5 nữa. Rồi nha, ok. Trang bị thì lúc này cũng chỉ gọi là tạm tạm thôi. Khi mà chúng ta có được mũ 2 này, và mình có được luôn quả giáp level 3. Ủa ơi, nâng giáp còn nguyên này. À đủ, chuẩn bị là có giáp chống nổ với lại mũ 3 nha. Ây, anh em thấy không, quá ngon luôn nhở. Và trong tình huống này thì còn lại 32 người chơi nữa. Tôi sẽ hóng coi. Nào, hello. Ở đây thì Kẹo chưa thấy ai cả. Ok ok, có thêm được một cái báng súng level 2. À đủ. Và các bạn ơi, tầm này thì mình sẽ chạy tiến thẳng xuống tháp đồng hồ luôn. Và quan trọng là ăn tạm cái nấm cái đã. Ok, let's go now. Uầy, hello hello, chỗ này còn ai không đây? Chưa thấy ai cả. Và phải nói là vắng thế nhở. Hôm nay thì mua điện thoại mới đây, iPhone 11 Pro Max, thì mình thấy là cảm ứng của chiếc máy này nó khá là phê luôn anh em ơi. Cảm giác thì mình cầm tay chơi game nó rất là thoải mái luôn. À đủ. Thằng nào trên đây? Mày làm sao? Ủa ấy, làm sao? Chạy sao nổi hả? Ok ok, đây rồi, có thêm được cái bộ sửa chữa này. À đủ. Đây anh em, mình sẽ qua đây lút sang nha mọi người. Đó, ngon luôn. Ủa ơi, đã chưa? Ok, và sau cái quá trình mình lùng sục khắp cả cái tháp đồng hồ thì mình không có được thêm kill nào cả. Chán ghê. Lúc này thì Kẹo đang ở phía cổng trời rồi nhá. Và cầu mong rằng thì sẽ kiếm được thêm kill. Hôm nay kiếm tầm khoảng là chục kill top 1 nha mọi người. Nào, bây giờ thì mình có 3 kill rồi.
Vậy là phải kêu thêm 7 đứa nữa thì mới hoàn thành được cái mục tiêu cơ. Lên trên cái quai, ui, vãi hàng luôn. Canh sẵn luôn, sợ thật. Anh em thấy sợ chưa? Ủa ơi thằng bé, đứng ngay trên canh tôi luôn. May, kẹo cấm AK thì dạ nó phát một. Sửa nha mọi người, đây, chúng ta có combo cực kỳ là ngon lành. Đó là AK với lại MP40. Bây giờ thì hiện tại combo súng này nó là combo súng tủ của mình luôn. Và mình mà cầm combo súng này thì bắn địch nó chỉ khóc thôi anh em. Rồi nhá, rất là nhiều bông keo. Oh my god, và full đồ tím. Anh em thì đã chưa? Nào, làm gì với Hải ơi? Vỡ đầu. Ủa ơi, đáng nhờ. Hình như là bên kia còn người luôn. À đây, thấy rồi nhá. Ủa ơi, xong vỡ đầu. Anh em thấy AK đa mạnh không? Đơn giản thì bởi vì hiện tại mình đang xài cái skin súng AK rồng lửa nên là bắn cực kỳ là ngon. Ok, qua đây xíu coi. Nhảy xuống dưới lượm xác nó luôn này. Kiếm thêm xem là có trang bị ngon hay không nhá. Oh man. Đây mọi người. À quên mất, thì ra là vẫn còn thiếu cái báng súng của MP40. Đó, thiếu cái báng súng nữa là full đồ tím. Mình quên anh em ạ. Nãy là mình tưởng full đồ gì cơ. Vậy thì qua đây, qua phía căn nhà Doraemon và tiếp tục loot đồ nữa nhá. Đây rồi mọi người. Ây, thêm một keo này. Rồi nha. Chúng ta vứt đạn xuống trường mà có thêm được bông keo. Uầy, tầm này thì có tận 9 trái bông keo luôn, các bạn thì đã không? Cái số lượng bông keo này thì đủ cho kẹo dùng trong suốt cả trận đấu rồi anh em. Kiểu gì là lấy top 1 nó cũng dễ lắm đây. Có bông keo mà anh em sẽ tự tin hơn rất là nhiều trong những cái pha giao tranh luôn. Rồi nhá, có xe nào thì đi xe nấy và lấy luôn con mon thật chắc. Chúng ta lên đường. 10 người chơi thôi. Anh em ơi, hóng thôi nào. Còn lại đúng 10 đứa này. Qua thính xíu coi. À đủ. Thanh niên nào đang lút thính đây? À, mày hay lắm, ok ok. Quần trắng này. Úi dồi ôi, quần trắng có làm anh em lo lắng lên bảng đếm số luôn. Ngon lành. Số nhau các bạn ơi. Chuẩn bị lên trên thôi nào. Ui, vẫn đang còn rất là đông người chơi luôn. Con Monster Truck này thì lên dốc nó hơi chậm anh em. Mà thật ra thì đi bình thường nó cũng hơi chậm nữa. Mỗi tội cán người dễ. Đơn giản là xe nó to mà anh em ơi. Cán người cực kỳ là dễ luôn. Kẹo không nói điêu với anh em làm gì cả. Ok, lên trên cái đi. Hổng có ai hết chơi nữa hả? Chán quá nhở. Hello hello, ở đây có ai không? Sao vậy? Sao ở đây mà cũng không có ai vậy? Ủa ơi, có phải là anh em lại đưa nhau đi trốn rồi phải không nào? Tôi nhớ là hôm qua mới là lễ tình nhân mà hôm nay thì là lễ gì đây? À, mình nhớ không nhầm thì hôm nay là thứ bảy thì phải. Thứ bảy anh em lại đi chơi phải không nào? Thường thì thứ bảy chủ nhật kẹo đi chơi. Nhưng mà từ cái lúc làm YouTuber thì làm gì có ngày nghỉ. Ui, vãi. Xanh mộ. Tưởng gì cơ, chú làm sao chạy nổi. Chắc là pha đấy thì xe chạy hơi chậm nên là tông nó chưa chết anh em. Rồi, đây. Anh em ơi, lên đường nào. 4 người chơi nữa. Cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến là 20% rồi. Ngon quá cơ. 20% thì nó dễ win lắm anh em. Ok ok. Hello hello, annyeonghaseyo. Ở đây á. Ở đây thì kẹo không thấy ai. Ủa ơi, thế này chơi gì? Đùa nhau chắc. Vậy là xem như nào lên trên đây đi. Ok, bo sẽ thu qua phía này luôn. Nhưng mà kẹo thì muốn lượn lờ xung quanh xem là có thằng nào chạy bo hay không thì cán luôn. Và tầm này thì vòng bo điện đang bắt đầu thu lại rồi anh em. Theo như kẹo thấy thì bo này nó sẽ thu khá là nhanh luôn. Với lại thì bo nó cắt máu cũng đau nữa. Nào, có ai đang chạy bo không vậy? Không thấy ai à? Uầy, kiểu này là chúng nó. À đây đây đây, đây, ui dồi, bò lạc này lên bảng. Trời ơi, sao lại chạy vào trong đấy? Bò ngay ngoài này, thằng bé chạy ngay vào trong. Xong xong xong. Rồi nha, 10 kill. Ủa, đủ kill rồi, đủ kill rồi. Tầm này là xem sống dài kiếm top 1 thôi anh em ơi. 10 kill rồi. Ngon quá nhở.
phê đấy, phê đấy, phê luôn. À đây nè, trên này đang một người anh em ấy. À mà chạy kiểu này lên thì khó nó lắm, thế nên là chúng ta có lẽ nên đi xe vòng lên. Chứ còn là đi con xe motor chắc mặt thẳng tiến theo phía đấy, khả năng cao là cho nó vứt cho vỡ đầu. Bởi vì là con motor chắc này thì nó không có cái mái che anh em ấy, địch nó rất là dễ bắn trúng vào đầu luôn. Được rồi, ok, có phải là bạn đang ở đây không hả? Nào, trốn đâu ra đi em. Ơ, sao đấy nhở? Sao vậy ta? Ơ, thằng này chạy đâu mà nhanh vậy anh em? Ủa, chắc lại lắp tên lửa và đi rồi, ăn gì chạy lẹ dữ luôn này. Không thấy luôn này. Đậu, xanh. Ông chơi như này chết tôi chứ nhở. Nào, đâu rồi? Bên dưới có biết là có không nhở? À, đủ. Khả năng cao là quanh khu này thôi. Hòm sắt thì ngay đây có một hòm này. Ơ, đâu nhở? À, ngay phía sau, ok ok. Thì ra là ở ngay phía sau này. Ủa ôi này. Sao, tai nạn xe, lên bảng. Thằng cuối các bạn ơi, thằng cuối các bạn ơi. Bo thì đang thu nhỏ lại rồi nhá. À kia, anh thấy chú rồi nhá. Thì ra là nó ở ngay đây thôi anh em ơi, chuẩn bị nào, chuẩn bị nào. Ui, dựng mông keo cả. Đùa anh à, dựng mông keo cửa hả? Nào, xong, yes. Và bo nha anh em ơi, lại tốt một nữa rồi. Các bạn ơi, nếu như mà anh em thấy video của Kẹo hay thì anh em đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cho video nhé. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.